giá lúa gạo hôm nay xin chào quý bà con. Mến chúc bà con một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe. Giá lúa gạo thay đổi liên tục, nên quý bà con hãy nhấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo mỗi ngày, để khi lúa gạo thay đổi giá, bà con sẽ nhận được thông tin nhanh và chính xác nhất trên thị trường. Xin cảm ơn quý bà con rất nhiều. Giá lúa gạo hôm nay 18 tháng 11 năm 2021. Thưa quý bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long biến động theo hướng giảm với một số gạo nguyên liệu và thành phẩm, trong khi đó giá lúa ổn định. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu tiếp tục đi ngang. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa bà con, vụ lúa đông xuân 2021-2022, người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đang gặp khó khăn khi giá vật tư đầu vào tăng cao, nhất là giá phân bón liên tục tăng trong thời gian vừa qua và dự báo còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đây sẽ là gánh nặng cho bà con nông dân trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều nông dân đã bắt đầu có những trăn trở về tiếp tục canh tác lúa nữa hay không, khi thị trường lúa gạo biến động, có những thời điểm giá lúa xuống thấp như vụ hè thu vừa qua. Ông Trương Kiến Thọ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang cho biết, vụ đông xuân năm nay, An Giang sẽ xuống giống khoảng 230.000 ha. Hiện nay, khó khăn của người dân là giá vật tư đầu vào tăng cao, nếu giá phân bón tiếp tục tăng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thu hoạch của người dân. Vì vậy, cần phải có các mô hình, hướng dẫn để giảm giá thành sản phẩm, giảm chi phí sản xuất cho người dân. Theo ông Thọ, để đảm bảo giá lúa ổn định, người dân có lợi nhuận sau thu hoạch, cũng cần tính tới phương án khi bước vào thu hoạch chính vụ đông xuân vào tháng 2-3 năm 2022 cần có chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp thu mua lúa, không để giá lúa giảm ảnh hưởng tới lợi nhuận của người dân. Ông Lê Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang cho hay, địa phương sẽ xuống giống hơn 283.000 ha lúa đông xuân, cơ cấu giống chất lượng cao sẽ chiếm hơn 90%. Trước tình hình giá vật tư, phân bón đầu vào tăng cao, Sở Nông nghiệp cũng đã chỉ đạo thanh tra sở thành lập một đoàn thanh tra, kiểm tra về giống, vật tư đầu vào đối với những cơ sở kinh doanh giống, thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo chất lượng vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang thông tin, nhu cầu giống của địa phương rất lớn, bình quân mỗi vụ cần tới 33.600 tấn lúa giống. Trong khi đó địa phương chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu giống của người dân, số còn lại người dân tự trao đổi giống với nhau. Chính nhu cầu giống tăng cao đã khiến một số giống lúa OM5451, OM18 tăng từ 13.000 đồng trên kg lên tới 15.800 đồng trên kg. Điều này làm tăng chi phí vật tư đầu của người dân ở đầu vụ. Ông Lê Hữu Toàn nêu rõ, như vậy vô tình nông dân mình gánh hết gần 3.000 đồng trên kg giống, bình nhân với 120 kg trên 1 hecta thì chi phí đưa vô đó quá lớn. Cũng rất mong muốn Bộ Nông nghiệp, Cục Trồng trọt, các doanh nghiệp đang giữ bản quyền giống mạnh dạn chia sẻ bản quyền dưới cái giá làm sao đảm bảo được các hiệu quả các đồng chí đã mua để cho các đơn vị, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận. Kiên Giang khẳng định các đồng chí sẽ làm trung gian đảm bảo mấy ông này phải nộp bản quyền và nộp đúng số lượng mà mấy ông bán ra. Không chỉ vấn đề lúa giống, giá vật tư phân bón tăng cao ở đầu vụ mà tình hình sâu bệnh trên lúa như rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá, đạo ôn, bạc lá được ngành chức năng khuyến cáo đến các địa phương và người dân. Ông Lê Văn Thiệt, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo các địa phương cần xuống giống tập trung, đồng loạt theo khung lịch khuyến cáo của Cục Trồng trọt ở vụ đông xuân để né rầy di trú. Ngoài ra, người dân cũng cần chú ý đến chuột, rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, rầy phấn trắng. Thưa quý bà con, sáng nay tại An Giang, giá lúa hôm nay duy trì ổn định sau phiên giảm hôm qua. Cụ thể, OM380 ở mức 5.600 đến 5.800 đồng trên kg, lúa đài thơm 84 6.200 đến 6.400 đồng trên kg, nếp vỏ tươi 5.000 đến 5.200 đồng trên kg, nếp vỏ khô 6.600 đến 6.900 đồng trên kg, nếp lông an khô 7.000 đồng trên kg, lúa OM18 giá 6.000 đồng trên kg, nàng hoa chín giá 6.300 đến 6.400 đồng trên kg, lúa nhật giá 7.500 đến 7.600 đồng trên kg, lúa IR50404 khô 6.500 đồng trên kg, lúa nàng nhan khô 11.500 đến 12.000 đồng trên kg, IR50404 tươi 5.400 đến 5.600 đồng trên kg, lúa OM5451 tươi 5.600 đến 5.800 đồng trên kg. Tại Hậu Giang, lúa OM18 giá 6.000 đến 6.100 đồng trên kg, OM5451 có giá từ 5.700 đến 5.800 đồng trên kg. Các giống lúa khác cũng giữ ổn định. Với giá gạo, hôm nay tiếp xu hướng giảm nhẹ 50 đến 100 đồng trên kg. Theo đó,
gạo nguyên liệu IR504 giảm 50 đồng, còn 8.100 đến 8.150 đồng trên kg, gạo thành phẩm IR504 giảm 100 đồng, còn 8.900 đến 9.000 đồng trên kg. Trong khi đó, tấm mục IR504 ổn định ở mức 7.500 đồng trên kg và cám vàng là 7.600 đồng trên kg, với giá gạo bán tại chợ lẻ không có điều chỉnh. Hiện gạo thường 11.500 đến 12.000 đồng trên kg, nếp ruột 13.000 đến 14.000 đồng trên kg, gạo nàng nhen 20.000 đồng trên kg, thơm thái hạt dài 17.000 đến 18.000 đồng trên kg, hương lại 19.000 đồng trên kg, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng trên kg, gạo nàng hoa 17.500 đồng trên kg, gạo sóc thường 14.000 đồng trên kg, gạo sóc thái 18.000 đồng trên kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng trên kg, gạo Nhật 20.000 đồng trên kg, gạo thơm Jasmine 14.000 đến 15.000 đồng trên kg, cắm 7.000 đến 8.000 đồng trên kg. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu tiếp tục có phiên đi ngang. Hiện giá gạo 5% còn 425 đến 429 đô trên tấn, gạo 25% tấm 404 đến 408 đô trên tấn, gạo 100% tấm giữ ổn định ở mức 338 đến 342 đô trên tấn và gạo Jasmine là 583 đến 587 đô trên tấn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay của chúng tôi. Quý bà con mong muốn giá lúa gạo đạt bao nhiêu để có lãi? Xin hãy bình luận, đóng góp ý kiến dưới video để kênh ghi nhận và đề xuất nhà nước có biện pháp hỗ trợ giá hợp lý, giúp bà con nông dân. Hãy cùng đồng lòng góp ý dưới video vì mục đích chung, vì cuộc sống mai sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý bà con trong bản tin giá lúa gạo tiếp theo. Sau đây là bảng giá lúa chi tiết mới nhất đầy đủ trên thị trường. Kênh xin gửi đến quý bà con cùng tham khảo.